Xin chào tất cả các em. Hôm nay chị Chim Xinh sẽ mở cho các em một loại búp bê mới. Búp bê này rất là dễ thương nè các em. Đó, các em có thể thấy trông như là một chiếc bánh ngọt vậy. Ở đây chị Chim Xinh có tới 2, 4, 6, 8, 12 chiếc bánh ngọt luôn. Bây giờ chị Chim Xinh sẽ mở ra cho các em coi ở bên trong này là búp bê gì nha. Rồi, đầu tiên là chị sẽ mở chiếc này. Em ơi, cái chiếc bánh ngọt này nó có mùi thơm, rất là thơm luôn á. Chị mở ra là chị đã thấy rất là thơm rồi. Wow, thật là dễ thương phải không nào? Đây là chiếc bánh ngọt. Chiếc bánh ngọt này có mùi bơ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà mình được sử dụng một chiếc bánh ngọt có mùi bơ, mở ra lại là một cô búp bê xinh xắn đúng không? Bây giờ chị mở ra nha, các em chú ý nha. Wow, đây là em búp bê rất là dễ thương. Được rồi, chị sẽ cho em ấy ra ngoài để gặp các em nha. Rồi. Wow, búp bê dễ thương quá. Các em có thể thấy cô búp bê này rất dễ thương đúng không nào? Búp bê có khuôn mặt thật là dễ thương, mắt to, tròn, rất là xinh. Các em hãy ngắm nhìn này. Đây là bộ váy màu cam. Búp bê tỏa ra một mùi hương rất là thơm mát. Đây, bây giờ chị sẽ đội nón vào cho búp bê nha. Đội nón vào cho búp bê nè. Xong rồi, công chúa búp bê của chị thật là xinh phải không nào? Rồi, chị sẽ đặt búp bê xuống đây nhé. Bây giờ chị sẽ mở thêm một con búp bê nữa. À, trong này mỗi một hộp sẽ đi kèm thêm đó chính là một chiếc lược. Một chiếc lược rất là xinh để các em có thể chải tóc cho búp bê đó. Bây giờ chị sẽ mở hộp tiếp theo nè. Hộp này là mùi gì đây ta? À, mùi này là mùi sô-cô-la. Thơm quá các em ạ. À. Ai mà thích ăn sô-cô-la thì chắc là rất là thích đây. Chị mở ra nha. Wow, một chiếc bánh ngọt sô-cô-la. Một chiếc bánh ngọt sô-cô-la nè các em ơi. Cái bánh ngọt sô-cô-la này rất là dễ thương phải không nào? Bây giờ chị sẽ khám phá coi bên trong chiếc bánh ngọt này là cô nàng búp bê nào nha. Oh, đây rồi, một nàng búp bê bánh ngọt sô-cô-la. Cô nàng này diện một chiếc váy màu nâu, rất là xinh đẹp phải không các em? Đây là chiếc váy. Búp bê chào các em nè. Chị sẽ đội lên nón lên cho búp bê nha. Được rồi, chị sẽ đội nón lên. Búp bê này có một chiếc nón màu trắng, rất là xinh đó. Rồi chị sẽ đặt bạn búp bê này cạnh với bạn búp bê này. Bây giờ chị sẽ mở hộp tiếp theo. Các em đoán xem hộp tiếp theo là gì đây nhỉ? À, mùi cam. Một cô nàng búp bê tỏa hương cam thơm mát. Chị sẽ mở ra nha. Ồ, chị có thể ngửi thấy mùi cam thật là tuyệt vời rồi các em ạ. Wow, chiếc bánh ngọt màu cam. Em có thể thấy ở ngoài chiếc bánh ngọt là màu cam, trên phần nắp chiếc bánh ngọt là rất nhiều những cái hạt gì đây nhỉ? À, hạt này chắc là hạt cốm đây. Đúng rồi, là hạt cốm. Chị mở ra nha. 1, 2, 3.
Wow, em búp bê này mặc váy vàng các em ạ. Tóc của nàng cũng màu vàng luôn. Rất là xinh vậy không nào? Em búp bê này môi trúng chím nè. Búp bê chào mọi người nha, búp bê chào mọi người nha. Bộ váy vàng của búp bê thật là đẹp phải không? Chị sẽ đội nón lên nha. Đội nón lên cho búp bê giống các bạn nào. Xinh quá phải không các em? Rồi chị sẽ đặt búp bê ở đây. Bây giờ chị sẽ mở hộp màu hồng này nha. Ôi màu hồng này thật là dễ thương các em ạ. Màu hồng này có mùi dâu. Mùi dâu rất là thơm, ngọt mà chứ. Để chị mở ra ha. Đây rồi. Một chiếc bánh ngọt dâu tây. Wow, rất là xinh. Có bé nào muốn sở hữu một chiếc bánh ngọt như thế này không nhỉ? À, được rồi, chị sẽ mở ra xem coi ở trên trong búp bê nào đây nha. 1, 2, 3. Một em búp bê mặc váy hồng phấn các em ạ. Em búp bê này rất là xinh nha. Ô, mặt em búp bê trúng chím kìa các em. Búp bê ơi, búp bê chào các em nhỏ đi nào. Chào các em nhỏ nha. Mình là búp bê dâu tây. Mình là búp bê dâu tây đó các bạn ạ. Búp bê dâu tây mặc trên người một bộ váy có in hình những bông hoa hồng thật là đẹp. Búp bê dâu tây sẽ đội nón vào và búp bê dâu tây đứng cạnh các bạn nhỏ khác nha. Rồi, búp bê dâu tây sẽ đứng ở đây nè. Xinh quá. Bây giờ tiếp theo là chị mở hộp màu tím. Màu tím này không biết là mùi gì để các em nhỉ. Để chị mở ra nhanh nhanh nha, cho các em khỏi phải hồi hộp nữa. Wow, màu tím các em ạ. Chiếc bánh này thật là nổi bật phải không các em? Màu tím sậm làm cho chiếc bánh trông càng hấp dẫn nữa. Để coi bên trong là em búp bê nào nè. Đây rồi, đây là em búp bê. Em búp bê mặc váy tím. Để chị kéo váy xuống nào. Búp bê váy tím ơi. À, váy tím có phối màu hồng. Ở đằng trước ngực của váy có rất nhiều mà. Lấp lánh các em ạ. Búp bê mắc cỡ lắm. Búp bê có mái tóc màu xám khói rất là đẹp nè. Búp bê chào các bạn nhỏ đi. Chào các bạn nhỏ nha. Mình là búp bê váy hồng tím đây. Bây giờ búp bê váy hồng tím sẽ đứng vào đây nha. Búp bê được váy hồng tím đứng vào đây với các bạn nè. Tổng cộng chúng ta có 5 em búp bê rất là dễ thương rồi nè các em ơi. Tiếp theo các em thích chị mở hộp nào nè. Màu hồng, à màu đỏ, màu nâu hay là màu xanh lá cây. Chúng ta sẽ mở hộp màu xanh lá cây nha. Hộp màu xanh lá cây này rất là dễ thương. Không biết là hộp màu xanh lá cây này ở bên trong có gì đây nhỉ. Để chị sẽ mở ra nè. Hộp màu xanh lá cây nè các em. Đẹp quá phải không nào? Để mình coi bạn búp bê nào đang ẩn mình ở trong chiếc hộp màu xanh lá cây này đây. Wow, một em búp bê mắt to tròn mặc váy xanh. Búp bê mắt to tròn mặc váy xanh nè. Rất là xinh phải không nào? Ai thích em búp bê váy xanh này không nhỉ? Búp bê ơi, búp bê chào các bạn nhỏ nha. Chào các bạn nhỏ nè, mình là búp bê màu xanh lá cây.
rất vui được làm quen với các bạn nhỏ. Tạm biệt các bạn nhỏ nha, để mình phải vô đứng chung hàng với các bạn của mình rồi. Búp bê màu xanh lá cây sẽ đứng chung hàng với các bạn của búp bê nè. Chị sẽ đặt búp bê xanh lá cây ở đây nha. Tiếp theo đây là búp bê màu hồng hay màu đỏ các em ạ. Màu đỏ, chúng ta chưa mở hộp nào màu đỏ cả. Được rồi, chị sẽ mở màu đỏ nha. Ô, hộp bánh kem màu đỏ này đẹp quá. Trên nắp hộp có in hình bông hoa nè các em. Ôi, chiếc bánh này là dễ thương. Nhìn vào chị chỉ muốn cắn một miếng thôi à. Các em thấy thế nào? Thôi để chị mở nha. Ô, lại một bạn búp bê mặc váy màu hồng nữa nè. Búp bê mặc váy màu hồng luôn. À, nhưng mà búp bê váy màu hồng này khác với búp bê váy màu hồng lúc nãy các em ạ. Các em có thể thấy nè, kiểu váy khác nè. Sao tóc của bạn bù xù quá nhỉ? Bạn búp bê ơi, sao tóc của bạn bù xù quá vậy? Để chị vuốt lại tóc cho bạn búp bê nha. Được rồi, bây giờ búp bê đội nón vào này. Rồi, búp bê chào các bạn nhỏ. Mình là búp bê váy hồng nè. Ở trong nhà mình là em Út đó. Nhưng mà hình như còn có rất nhiều em Út ở đằng sau nữa. Cho nên mình tạm biệt các bạn đây. Mình nhường cho các em khác nữa. Bây giờ là một chiếc hộp màu tím. Chiếc hộp màu tím các em ạ. Mở ra nha. Ở trong này nè. Hộp màu tím, nắp màu hồng dâu các em ạ. Màu hồng dâu, thật là xinh phải không nè. Có một bông hoa ở giữa nữa nè. Đây là bông hoa. Rồi. Ồ, em búp bê này mặc váy tím rất là dịu dàng. Chắc là tính tình của em ấy cũng rất là dịu dàng đây. Xinh quá các em ạ. Và búp bê này rất là xinh đẹp nè. Búp bê ơi, sao lại chia tay rồi? Búp bê chào các bạn nhỏ đi nào. Búp bê mắc cỡ đó. Búp bê mắc cỡ cho nên búp bê không phải chia tay lên miệng đó. Xin chào tất cả các bạn nhỏ nha. Mình là búp bê tím. Mình rất là hay mắc cỡ. Tạm biệt các bạn nhỏ nha. Bây giờ là chiếc hộp màu nâu pha hồng. Rất là hấp dẫn phải không nào? Chị không biết ở bên trong chiếc hộp có gì nữa. Để chị mở nha. Một chiếc bánh ngọt nâu hồng. Chiếc bánh ngọt này cũng tỏa ra mùi sô-cô-la thơm quá các em ạ. Rất là thơm. Ô la la, đây rồi. Đây là bạn nhỏ nè. Búp bê ơi, sao búp bê lại trốn ở trong này thế? Ra ngoài chơi nào. Ô, búp bê có váy thật là đẹp. Môi của búp bê chúm chím dễ thương nha các em ơi. Rất là xinh phải không nào? Búp bê chào các bạn nhỏ nè. Búp bê chào các bạn nhỏ. Mình tên là búp bê màu hồng. Mình có mùi thơm vừa vị sô-cô-la và vừa vị dâu tây nữa đó. Thôi tạm biệt các bạn nhỏ nha.
mình sẽ đứng vào đây. Bây giờ chị sẽ mở một hộp màu xanh dương. Đúng rồi, nãy chúng ta chưa có màu xanh dương nào cả các em ạ. Để chị mở ra cho các em coi nha. Kèm theo một chiếc lược màu trái tim, hình trái tim. Rất là xinh các em ạ. Khám phá ở bên trong coi là cái này có cái gì nha. 1, 2, 3. Ô cha, một em búp bê tóc vàng. Búp bê tóc vàng mặc váy màu xanh dương. Rất là xinh các em ạ. Đây, búp bê đây. Búp bê xinh quá. Búp bê mắt to tóc vàng nè. Búp bê ơi, búp bê chào các bạn nhỏ đi. Xin chào các bạn nhỏ nha. Mình là búp bê màu xanh dương nè. Để chị đội nón lên cho búp bê nha. Rồi, búp bê ngoan, búp bê đứng vào hàng với các chị khác nè. Bây giờ là búp bê màu vàng. Hộp búp bê này tỏa ra mùi hương chanh các em ạ. Mùi hương chanh thật là thơm. Được rồi, chị sẽ mở ra nhé. Để xem bên trong là gì. Ô la la, búp bê màu vàng nè. Màu vàng đẹp quá các em ạ. Còn có những chấm bi xinh xinh nữa chứ. Được rồi, để chị coi nha. Nè, 1, 2, 3. Búp bê này rất là nổi bật. Búp bê có làn da trắng hồng và một chiếc váy được may rất là đẹp nào. Búp bê ơi, búp bê chào các bạn đi nào. Chào các bạn nhỏ, mình là búp bê màu xanh lá cây. Rất vui được làm quen với các bạn. Được rồi, chị sẽ để cho búp bê đứng vào hàng với các bạn của mình. Chiếc cuối cùng. Tinh 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 tinh. Đây là chiếc hộp cuối cùng chị mở hôm nay cho các em. Để coi bên trong có gì nào. Lại một hộp bánh dâu tây. Nhưng mà hộp bánh dâu tây này có kết hợp thêm một hương vị khác. Mùi rất là thơm các em ạ. Chị có thể ngửi được mùi thơm bay ra từ chiếc hộp. Để chị coi nào. 1, 2, 3. Wow, em búp bê này có màu xanh dương. Chiếc váy màu xanh dương giống y như là công chúa nữ hoàng băng giá đó các em. Phải không nào? Búp bê xanh dương ơi, búp bê chào các bạn nhỏ đi. Các bạn đợi em nãy giờ rồi đó. Xin chào các bạn nhỏ nha. Mình là búp bê xanh dương nè. Rất vui được làm quen với các bạn. Mình tính mình rất là trầm tính, cho nên các bạn hãy nói chuyện với mình nhiều hơn nha. Tạm biệt các bạn nhỏ nè. Được rồi, búp bê xanh dương sẽ ở đây. Sẽ đứng vào đây nha. Vậy là chúng ta có rất nhiều các em búp bê xinh đẹp. Chị sẽ cho các em coi lại. Các em có thể mua những con búp bê này tại website đồchơitrẻem.com với giá chỉ 129.000 đồng thôi đó. Những em búp bê này thật xinh phải không nào? Em búp bê ơi, các em chào tạm biệt các bạn nhỏ đi. Chào tạm biệt các bạn nhỏ nha. Hẹn các bạn trong chương trình lần tới. Hẹn gặp lại.